Tiếp tục mời anh em xem qua một vài phút con âm ly Chio 8300. Đây cửa hàng quay tạm trước đã. Đẹp như mới tinh luôn. Tình yêu bấy giờ không đẹp như ta mơ ước, mà tình yêu ấy luôn tính toán bạc vàng, phân số anh cơ hàn đến chấp nhận người bước. Con này thì nó gấu hơn con 8100 mà cửa hàng đã bán thời gian gần đây. Lao lướt tận 4 cấp độ lên cấp số 9, còn bát chép cắt tần nó chi tiết hơn. Đó. AB cộng B 200W. Anh sẽ không bên trái. Vì giữa. Anh chẳng giữ bên phải. Mặt phay của nó đẹp mê ly luôn. Nếu trong tầm 4 triệu thì chắc chả có con nào đẹp bằng con này ở cửa hàng đã có. Không 083 sản xuất tại Nhật Bản, 200W tạp vôn, 6X tuner, trở kháng từ 4-16, sản xuất tại Nhật. Nếu mà 4 triệu thì cửa hàng chả có con nào đẹp bằng con này, đang có. Nếu so sánh về độ đẹp, 4 tụ lọc, 1 nguồn to, xò than. Hạnh phúc của thời.